Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, có những người pha ri và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giêsu. Họ là những người từ Jerusalem đến. Họ thấy vài môn đệ của người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. Thật vậy, người pha ri cũng như mọi người Do Thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân. Họ không ăn gì khi chưa rửa tay cẩn thận Thức gì mua ngoài chợ về cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng Vậy người pha ri và kinh sư hỏi Đức giê -xu, Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân? Cứ để tay ô uế mà dùng bữa Người trả lời họ ngôn sứ Isaiah thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả khi viết rằng dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng còn lòng chúng thì lại xa ta chúng có thờ phượng ta thì cũng vô ích vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân các ông gạt bỏ điều răn của thiên chúa mà duy trì truyền thống của người phàm sau đó Đức Giêsu lại gọi đám đông tới mà bảo: "Xin mọi người nghe tôi nói đây và hiểu cho rõ, không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được, nhưng chính cái từ con người xuất ra là cái làm cho con người ra ô uế, vì từ bên trong, từ lòng người phát xuất những ý định xấu, tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, chắc táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó đều từ bên trong xuất ra và làm cho con người ra ô uế. Kính thưa quý ông bà và anh chị em Bài tin mừng Chúa Nhật 22 thường niên 5B hôm nay thuật lại cuộc tranh luận giữa Đức Giêsu và những người Do Thái liên quan tới việc tuân giữ luật về sự thanh tẩy, khởi đi bằng việc những người biệt phái và luật sĩ chỉ trích các môn đệ của Đức Giêsu không rửa tay trước khi dùng bữa. Đối với những người Do Thái sùng đạo, luật lệ được ghi chép trong sách thánh mà đặc biệt là trong các ngũ thư phải được tuân giữ một cách cẩn mật luật về sự thanh tẩy là một ví dụ điển hình tuy nhiên nhiều người do thái chú trọng quá nhiều vào nghi thức thanh tẩy mà không chú ý tới mục đích và ý nghĩa của luật về sự thanh tẩy này vốn là phương thế giúp con người ta đi tới sự thanh sạch bên trong tâm hồn Đức Giêsu trong bài tin mừng hôm nay chỉ rõ cho họ biết những nghi thức thanh tẩy bên ngoài chỉ có giá trị nếu nó phản ánh sự thanh tẩy bên trong. Người chất vấn những người biệt phái và luật sĩ rằng liệu họ có đang thực sự tuân giữ luật Thiên Chúa một cách chân thành hay chỉ là hình thức bề ngoài. Họ có thực sự sống thanh sạch nơi tâm hồn hay chỉ cố gắng giữ thanh sạch bề ngoài. Mà theo ngôn ngữ của sách Isaiah, họ đang thờ phượng Thiên Chúa ngoài môi miệng, chứ tâm hồn họ thì lại xa Chúa biết bao. Đức Giêsu xác quyết với họ rằng, Thiên Chúa nhìn vào tâm hồn con người, chứ không phải nhìn vào vẻ bên ngoài. Sự thanh sạch đích thực đến từ trong tâm hồn con người. Và ở đây, thưa quý ông bà và anh chị em, đức giêsu cũng đang đề nghị chính mỗi người chúng ta các ki tô hữu của người xem xét lại cách thức mà chúng ta tuân giữ luật thiên chúa và luật giáo hội trong đời sống tôn giáo của mình. việc tuân giữ luật là điều cần thiết và quan trọng, nhưng nhiều khi ta chỉ giữ các giới luật một cách máy móc, hình thức mà quên đi tinh thần đích thực của luật là giúp ta đi tới sự hoán cải của tâm hồn để ta được trở nên giống chúa hơn ngay trong chính cuộc sống trần gian này sống đạo không đơn thuần chỉ là việc giữ luật lệ được làm việc này không được làm việc kia nhưng là tin và quy hướng toàn thể con người mình vào thiên chúa là đấng yêu thương và sống liên đới với người trong mọi sự đơn cử như luật buộc đi lễ ngày chúa nhật chẳng hạn luật này nhắm tới việc con người dành ra một ngày trong tuần để lo việc thờ phượng thiên chúa người nào đi lễ mà chỉ muốn đứng ở ngoài nhà thờ hay thích tới trễ mà về sớm tham dự thánh lễ một cách hời hợt chiếu lệ thì cũng có lẽ rơi vào tình trạng giữ luật ngày chúa nhật một cách hình thức bề ngoài đi lễ cho có đi lễ cho xong. Người coi trọng tinh thần ngày Chúa Nhật thì dự lễ một cách sốt sáng, tích cực. Nếu vì một cản trở nào đó mà không đến nhà thờ được, thì cũng biết cách để thánh hóa ngày Chúa Nhật như cầu nguyện riêng ở nhà hay làm một vài việc lành dâng lên Chúa trong ngày đó. Hay là việc đọc kinh tối sáng ngày thường trong đời sống đạo của chúng ta người chỉ để ý tới hình thức bề ngoài thì đọc cho thật nhanh đọc cho có đọc cho xong đọc trong sự gượng ép trong sự không thoải mái trong khi đó bản chất và mục đích của việc đọc kinh tối sáng là việc tỏ lòng kính mến chúa mỗi ngày vào khoảnh khắc đầu tiên và cuối cùng trong ngày sống ai có tinh thần đó thì không nhất thiết phải đọc những kinh gì đọc bao lâu mỗi ngày khi vừa thức dậy và khi sắp đi ngủ họ nâng tâm hồn lên tới chúa có thể họ đọc kinh mà có khi cũng không đọc kinh chỉ nói với chúa đôi lời những lời đơn sơ chân thành xin chúa giúp chúng ta kính mến chúa thực sự trong lòng chứ không phải chỉ bằng những hình thức giữ luật bên ngoài để chúng ta không bị chúa khiển trách như các biệt phái và luật sĩ năm xưa rằng dân này kính ta ngoài môi miệng mà lòng nó lại ở cách xa ta xin chúa chúc lành cho quý ông bà và anh chị em chúc anh chị em một chúa nhật đầy ân sủng và bình an của thiên chúa là cha chúng ta